Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hứa hẹn rất là nhiều hôm với lại sư cô để sang lấy hoa lan cầm cù ở bên nhà bác làm thì hôm nay mới sang được các anh các chị nhé. Thì ở bên nhà bác em thì có cái giống này, thì là giống cầm cù đỏ, rất là thơm. Đây ạ. Thì bác nhờ là bán hộ luôn bác nhé. Cái này thì là cái bụi nó sum rồi, cây nó già rồi ấy, rất là sum, rất là già rồi. Như thế này thì là bác đang bán là 80.000 đồng một chậu nhá, 80.000 một chậu như thế này. Và ship từ 2 chậu các anh các chị nhá. 80.000 đồng và ship từ 2 chậu cộng với phí ship. Chắc phí ship thì hết tầm khoảng 30-40.000 gì đấy. Thì do nhà Nhung sẽ đóng bằng hộp bìa nữa, nó sẽ nặng lên thì là tầm đấy tiền nhá. Mà mọi người bảo là bao ship cho tầm từ mấy chậu thì chắc là phải tầm 4 chậu ạ. 4 chậu thì bên bác sẽ nhận bao ship nhá. Nhà bác thì có cả giống cầm cù mới đây này. Đây là cái giống cầm cù vàng nhá. Cái lá của nó rất là dày mà nó tròn hơn. Dày và tròn. Nó không phải là màu trắng đâu mà nó là màu vàng nhá. Màu vàng mà thấy bảo là bên trong là có cái đỏ nhỏ nhỏ, kiểu như cánh sao nhỏ ở giữa ấy. Rất là nổi. Và đặc biệt là cái lá này nó rất là dày này. Cái lá này nó rất là dày nhá các anh các chị nhá. Thì Nhung sẽ bao ship cho mọi người từ 4 chậu. 2 chậu phí ship khoảng 40.000. Cây rất là già rồi này. Cây rất là già, rất là sum luôn ấy. Không phải là cái hàng 1-2 mắt mới bắt đầu trồng lèo ngoèo lên đâu. Cái này trồng phải tầm hơn 1 năm rồi. Thấy bảo là rất là già rồi. Và cây rất là khỏe nhá các anh các chị nhá. Video ngắn vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa mới giới thiệu cái cây lan cầm cù bên nhà bác. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau. Ai mà có nhu cầu mua cái giống lan cầm cù, hoa đỏ và hoa vàng thì liên hệ qua số điện thoại của Nhung là 0915 882 513 nhé. Và ai mà mới vào kênh Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung thì đừng quên nhấn đăng ký kênh. Để khi mà Nhung ra video thì có thể là tiếp cận được cái video của Nhung sớm nhất. Để đón xem những cái sản phẩm mà Nhung đưa lên gửi đến các anh các chị nhé. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau nhé.